Đây là bộ đồ chơi lắp ráp kiến trúc xây dựng Lincoln Logs. Nó là hàng nổi tiếng của Mỹ. Một món đồ chơi kinh điển từ năm 1916. Đây, gỗ của nó, các chi tiết gỗ của nó là bằng gỗ thật. Bộ này gồm tất cả 130 chi tiết. Đây là bộ này, nó dành cho trẻ nó chơi tập lắp ráp để phát triển óc sáng tạo và tính khéo, cái kỹ năng khéo léo cho trẻ. Nó bắt đầu đơn giản thôi và sau đó sẽ phát triển thêm các kỹ năng lắp ráp thành những mô hình lớn hơn. Cái bộ mô hình này thì là nó chỉ thiếu mất á, là nó không có người và ngựa. Nó không có người và ngựa và nó mất một cánh cửa ở đây. Đó, cánh cửa đóng lại, hai cánh cửa đóng lại, chỉ còn một cánh. Có thể tháo bỏ cánh cửa này ra luôn. Rồi, cái tờ hướng dẫn của nó thì là nó có hướng dẫn rất chi tiết cách lắp ráp. Đó. Có nhiều trang hướng dẫn. Ngoài cái mô hình này ra thì nó cũng có để những cái mô hình khác cho trẻ nó phát triển thêm. Còn cái hướng dẫn lắp ráp này thì là chỉ là cho có cái mô hình gốc của cái bộ này thôi. Mô hình này nó có các cửa sổ và các cánh cửa chính đóng mở.